In the first month, we will deepen our friendship with the Holy Angel. Trong tháng đầu tiên chúng ta sẽ đào sâu cái tình bạn của mình với lại thiên thần bạn mạnh. We have a prayer that we pray, and in this booklet, it is proposed to us to pray in Latin, that is the language of the Holy Church, and we can adore God with the prayer that the holy angels taught us. Và trước hết chúng ta ở đây chúng ta có một cái lời nguyện. Cái lời nguyện này chúng ta nên học cách cầu nguyện bằng Latin vì đó là ngôn ngữ của mẹ giáo hội. Và chúng ta hợp cùng với lại các thánh thiên thần để mà thờ phượng Thiên Chúa trong cái lời nguyện này. I will pray it now with you. Cha sẽ cầu nguyện với con bây giờ ha. Sanctus, Sanctus, Sanctus. Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. That is the prayer that you know from Holy Mass. Holy, 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 Lord God of power and might. Đó là lời nguyện mà chúng ta các con đã biết được trong thánh lễ, đó là lời nguyện thánh 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 Thiên Chúa là đấng thánh. And we can pray this prayer many times because it's always a joy for our angel to adore God with us. Chúng ta có thể cầu nguyện cái lời kinh nguyện này nhiều lần vì đó là cái niềm vui của thiên thần. Các thánh thiên thần được thờ phượng cùng với lại chúng ta. And when we pray this act of adoration with our guardian angel, this will open our mind for the light of the holy angel and will keep far away from us many evil things. Và khi chúng ta cầu nguyện cái lời cầu nguyện này thì chúng ta sẽ mở cái tâm trí mình ra để mà thiên thần có thể soi sáng và chúng ta có thể xa tránh được rất là nhiều những cái xấu, những cái sự dữ xung quanh mình. And now we have 30 days to meditate and to grow in the friendship with our holy angel. Và chúng ta có 30 ngày để mà chúng ta có thể lớn lên, phát triển cái tình bạn của mình đối với lại thiên thần bạn mạnh. In the second month, we will try to know more about the holy angels. Ở tháng thứ hai thì chúng ta sẽ cố gắng để hiểu hơn, để biết hơn về các thánh thiên thần. In this month, the booklet will answer many questions that we have about the holy angel. Ở tháng này sẽ giúp cho chúng ta trả lời được rất là nhiều những cái câu hỏi mà chúng ta hay có về các thánh thiên thần. Like, Holy Angel, let me ask you, when did your life begin? Or what is your office, Holy Angel? Hay là chúng ta có thể đọc là thiên thần của con khi nào mà Ngài bắt đầu hiện hữu và khi nào Ngài bắt đầu chăm sóc con đó. And the answers to these questions come from the Holy Scripture and from the writings of many saints. Và cái câu trả lời cho cái câu hỏi này của chúng ta đối với thiên thần của mình đến từ Thánh Kinh và đến từ những cái bài viết của các thánh. In the third month, we try to form our character and our conscience with the help of our guardian angel. Ở tháng thứ ba, chúng ta sẽ cố gắng đào luyện lương tâm của mình theo dưới sự trợ giúp của Thánh Thiên Thần Bạch Mắt. We can ask us, what does it mean to be a Christ? Chúng ta có thể hỏi chính mình có nghĩa như thế nào để trở thành một cái hình ảnh của Chúa Kitô khác. And we know that as Christians, we are asked to get saints. Và là một Kitô hữu thì chúng ta biết rằng chúng ta được mời gọi để trở nên những cái vị thánh. We should live a holy life. We should try to reach holiness in our lives.
chúng ta lên sống một cái đời sống thánh thiện, chúng ta lên để tới một cái sự trọn lành trong cái đời sống Kitô hữu của mình. And what is holiness? Holiness is always fulfilling the will of God. Và đâu là sự thánh thiện? Sự thánh thiện đó là cái sự hoàn tất cái thánh ý của Thiên Chúa. And to fulfill the will of God, many times we have to deny our own will. Và nhiều lần để có thể hoàn thành được ý Chúa, chúng ta phải từ bỏ cái ý riêng của mình. And the holy angel will be a great help for us to recognize the will of God and to have discipline to rule our own will. Và Thánh Ca Thánh Thiên Thần sẽ là một cái sự trợ giúp rất lớn cho chúng ta để nhận ra thánh ý của Chúa, kỷ luật cái ý chí riêng của mình và có thể từ bỏ nó. In the fourth month, the holy angels will help us to practice the virtues. Ở tháng thứ tư thì các Thánh Thiên Thần sẽ giúp cho chúng ta thực hành nhân đức